Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Deomeo. Tiếp nối video lần trước, hãy cùng chúng mình đến với danh sách cuối cùng với những tuyệt thế hảo kiếm của vũ trụ Marvel, cụ thể là những thanh kiếm sở hữu quyền năng vũ trụ trong video này nhé. Hiện tại, hệ thống kênh YouTube của Deomeo đang có chương trình kết hợp với TechSpay Việt Nam, thương hiệu chuyên phân phối các sản phẩm gaming gear hàng đầu như tai nghe, bàn phím, chuột từ những hãng nổi tiếng và cả những bộ Hyperbox PC siêu mạnh với giá cả phải chăng. Các fans của Deomeo sau khi đăng ký kênh sẽ được hưởng những ưu đãi và quà tặng cực kỳ hấp dẫn khi mua hàng. Hãy ghé TechSpay Việt Nam để tham khảo ngay nhé. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính của video thôi. Light of Galador vốn là thanh kiếm từng cuộc sở hữu của Morn, tổ tiên thế hệ hiệp sĩ không gian thuộc chủng tộc người máy Galadorians. Trong hành trình truy đuổi quái vật xuyên thiên hà, ông đã tới trái đất nguyên thủy, cụ thể là tới vùng đất ngày nay là đảo quốc Quarko. Nhọ thay, ông đã gặp phải một kẻ săn mồi cực kỳ nguy hiểm, để rồi phải trả giá đắt, đó là con quái thú ăn thịt khổng lồ. Và khi nó dẫm bẹp Morn, Light of Galador đã đâm vào bàn chân nó, mà cho tới tận ngày nay nó vẫn còn bị mắc kẹt. Trong tập truyện Cable năm 2020 số thứ nhất, dị nhân trẻ Fauna đã chọc phải con quái vật này và bị nó truy đuổi, dẫn đến việc nó bị vây bởi Cable, Armor và Pixie. Trong lúc trận chiến đang căng thẳng, Cable đã nhận ra ở bàn chân nó có vật thể trông khá lạ, nên sau khi giết được nó thì cậu đã dùng Telekinesis rút thứ đó ra. Khi nhận thấy đây là một đại kiếm siêu mạnh, Cable đã rất vui mừng, cho đến khi những hiệp sĩ không gian ở thời điểm hiện tại bắt được tín hiệu của Light of Galador và xông tới trái đất để đòi lại. Tuy nhiên, Cable đã tiêu diệt họ thành công, khiến thanh kiếm này trở thành vật sở hữu riêng của cậu và đã được sử dụng trong sự kiện Ai Cập Source. Theo đánh giá của Cyclops, dù có kích thước lớn, nhưng kim loại cấu thành thanh kiếm có vẻ là quá nhẹ để coi nó đến từ trái đất. Lý do là bởi nó được rèn lên bằng công nghệ vô cùng tân tiến và phức tạp nhất, với nguyên liệu chủ yếu là Plandanium, vật chất vũ trụ thường được sử dụng bởi Galadorians, cùng với nhiều loại vật liệu chưa biết đến, bao gồm những hợp chất tương tự những nguyên tố khác trong nhóm 6 của bảng tuần hoàn như Chrome, Molybdenum, Wolfram và Cyborgium. Về cơ bản, Light of Galador vốn không phải là một thanh kiếm, mà còn là đường dẫn, hoặc thậm chí là nơi chứa đựng cho một nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ, lớn tới mức đủ để cung cấp cho trạm vũ trụ Peak của tổ chức SWORD, cơ quan tình báo chống khủng bố, chuyên giải quyết các mối đe dọa hành tinh đối với an ninh thế giới. Do đó, việc tùy tiện dùng tay chạm vào nó rất nguy hiểm, khi chính Cable đã từng bị giật do tò mò. Để sử dụng theo cách an toàn hơn, cậu có thể dùng năng lực ngoại cảm để rút năng lượng từ thanh kiếm, thường được biểu hiện dưới dạng tia sét và năng lượng tia plasma. Ngoài ra, Light of Galador còn lưu trữ một lượng lớn thông tin khổng lồ chưa rõ, được dự tính lên tới mức yottabyte hoặc ít nhất là vài zettabyte, tức là vài tỷ gigabyte. Cho đến nay, Cable vẫn chưa thể xác định chính xác dữ liệu bên trong nó. Trong vũ trụ Marvel, số lượng vật chủ của Phoenix Force được biết đến nhiều nhất có lẽ là trên trái đất. Tuy nhiên, thực tế thì nó còn xuất hiện ở những nền văn minh khác ngoài trái đất. Tại đế chế Shi'ar, Phoenix Force được thờ phụng dưới cái tên Falcon, được coi như chị em của hai vị thần tối cao là Kithri và Shara. Nhờ việc được thờ phụng như thế, Kithri và Shara có được khả năng triệu hồi Phoenix Force, nhưng bản thân nó vẫn cần một vật chủ. Theo tập truyện Uncanny X-Men số thứ 479 và Jean Grey số thứ 11, vật chủ ở thời điểm xa xưa đó là một chiến binh cổ có tên là Rorschach. Tuy nhiên, thời gian liên kết với thực thể này của Rorschach tương đối ngắn khi hắn nhanh chóng biến chất, khuất phục sức mạnh to lớn này. Kết quả là hắn phát điên, trở thành kẻ hủy diệt, không chỉ tàn phá quê hương mà còn xóa sổ nhiều hành tinh khác. Về cơ bản, hắn có thể coi là Dark Phoenix từng được biết đến sớm nhất. Quá sợ hãi trước cơn cuồng loạn này, đế chế Shi'ar đã quay lưng và coi Phoenix là ác quỷ. Để ngăn chặn thảm họa, đội cận vệ hoàng gia đầu tiên được thành lập, gồm những chiến binh sở hữu siêu năng lực giỏi nhất đế chế. Dưới sự vây công của họ, Rorschach đã bị hành quyết. Trước khi Phoenix Force rời khỏi, nó vẫn còn để lại một phần sức mạnh bên trong đại kiếm của Rorschach, đó chính là Blade of the Phoenix. Câu chuyện về hắn trở thành vết nhơ trong lịch sử, trong khi con cháu của hắn thì trở thành đối tượng phải chịu đựng vô số hình phạt cực đoan, ví dụ như bị truy giết hoặc triệt sản. Đế chế Shi'ar từng tin rằng những vật chủ của Phoenix đều có sở hữu bộ gen đặc biệt tương thích với thực thể này, tức là họ có thể di truyền đặc điểm cho nhiều hậu duệ và những hậu duệ đó đều có khả năng trở thành vật chủ của Phoenix. Vậy nên, cách duy nhất để ngăn chặn mối nguy hại là xóa sổ tất cả những người có huyết thống liên quan đến vật chủ, bao gồm cả những vật chủ trên những hành tinh khác. Cho đến thời hiện đại, hậu duệ của Rorschach chỉ còn lại một người duy nhất, đó chính là một chiến binh tên Corvus, từng bị giam giữ trong một nhà tù an ninh tối tân bậc nhất đế chế. Để có thể đổi lấy tự do, Corvus buộc phải nhận lấy Blade of the Phoenix, trở thành công cụ của đế chế và nhận nhiệm vụ tiêu diệt Rachel Grey, con gái của Jean Grey ở thực tại khác. Với thanh kiếm này, Corvus dễ dàng áp đảo Havok, Polaris, Nightcrawler và Warpath cùng một lúc. Khi anh ta tới gần, sức mạnh của Phoenix bắt đầu liên kết với nhau, khiến Rachel đau đớn, nhưng cô cũng không dễ dàng giải quyết nhanh chóng như bốn người kia.
Khi này, Rachel đã nhanh tay bắt gọn lưỡi kiếm. Cô không chỉ hấp thụ một phần Phoenix Force bên trong nó, khiến nó suy yếu một chút, mà còn liên kết tâm trí với Corvus rồi chia rẽ những phần ký ức với nhau. Nhận ra những gì mà Corvus phải chịu đựng, Rachel đã giúp anh phá hủy quả bom siêu nhỏ được cấy trên đầu anh. Nhờ vậy mà Corvus ngừng chiến, rồi quay xe giúp đỡ Rachel, cùng nhau chống lại lực lượng đế chế Shi'ar. Đáng tiếc là trong trận chiến với đội cận vệ hoàng gia của Vulcan, Blade of the Phoenix lẫn Rachel đều bị chính Phoenix Force thu hồi sức mạnh khi nó cần hợp nhất các mảnh lại để chuẩn bị cho một vật chủ mới. Kể từ đó, Blade of the Phoenix chỉ còn những khả năng vốn có ban đầu, dù thực ra nó vốn dĩ cũng là một thanh kiếm rất mạnh bởi nó có thể là vũ khí tổ truyền được tồn tại trước khi cả Rogue Shear được sinh ra. Blade of the Phoenix luôn phát sáng do thấm nhuần năng lượng vũ trụ mà có thể giải phóng những ngọn lửa màu xanh lam. Ngọn lửa này thường được sử dụng để tăng cường uy lực cho những đòn chém hoặc tấn công tầm xa. Trong trường hợp không còn mảnh Phoenix Force, thanh kiếm sẽ trở nên rất nặng, không thể phóng ra ngọn lửa xanh nữa, còn khả năng phát ra năng lượng và đánh bật những đòn tấn công năng lượng thì vẫn còn như cũ. Khả năng kháng từ từng được thể hiện khi đối đầu với Polaris và có lẽ cũng là thuộc tính nguyên bản của thanh kiếm này. Xuất hiện lần đầu trong tập truyện Silver Surfer năm 2014 số thứ 2, Age of Reality vốn là thanh kiếm có nguồn gốc chưa rõ, được Glion giao cho Incredulous Z để thực hiện một phi vụ cấp vũ trụ, đó là xâm nhập vào The Land of Couldn't Be, Shouldn't Be, chiều không gian nơi mà mọi sự có thể tồn tại hòa vào làm một, được sinh ra nhờ tình yêu của hai thực thể hùng mạnh là Eternity và Queen of Never. Về cơ bản, Edge of Reality có khả năng cắt xuyên qua lớp vỏ của thực tại, đủ mạnh để rạch được các chiều không gian đi vào đó. Vậy nên, nhân lúc hai thực thể này đang ân ái, Z đã chui vào, nhanh tay rạch luôn ngực của Queen of Never nhằm cướp lấy trái tim của bà ta rồi bỏ trốn. Trái tim của Queen of Never sau đó sẽ được dùng làm nguồn năng lượng cho Impericon, một hành tinh có cấu trúc thách thức những định luật vật lý, có khả năng thoát khỏi giác quan vũ trụ của những sứ giả Galactus. Khi Queen of Never tới để lấy lại trái tim, Z đã phái nhiều chiến binh tới, nhưng không ai đủ tầm để ngăn một thực thể vũ trụ. Vậy nên, hắn đã mời kẻ mạnh nhất ở gần đó là Silver Surfer tới giúp bằng cách dùng sự bịa đặt rằng Queen of Never vì tham lam nguồn năng lượng của hành tinh kỳ diệu này nên đã ra tay sát hại những người vô tội và chuẩn bị tới tiêu diệt nơi đây. Không những thế, hắn còn bắt cóc một cô gái loài người tên là Dawn Greenwood để ép anh ra tay. Dù không biết cô là ai, nhưng vì sợ cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng tới người vô tội, Norrin đã liều mình lao ra ngoài để thuyết phục Queen of Never dừng lại. Trong khi đó, Dawn đã trốn thoát và thành công tìm thấy chỗ cất giấu trái tim của Queen of Never. Ngay khoảnh khắc bà chuẩn bị tiêu diệt kẻ cản lối, Dawn đã thực hiện một điều ước ngay trước trái tim của bà và nhờ thế bà đã bình tĩnh lại. Theo tiết lộ của Queen of Never, khi Dawn còn nhỏ, cô đã nhìn thấy một ngôi sao băng trên bầu trời và ước rằng nó có thể ở trên bầu trời mãi mãi để mọi người có thể đạt được điều ước. Ngôi sao đó thực chất chính là Norrin và điều ước này đã vô tình kết nối số phận của cả hai người họ. Sau đó, bà ta đã cho Norrin biết sự thật về tội ác của Zed. Để giúp bà lấy lại trái tim, Norrin đã đánh ngất một tên lính gần đó, cải trang thành hắn, bỏ lại chiếc ván bạc rồi chui vào phi thuyền. Trong lúc này, Glion lại đưa Edge of Reality cho Zed để hắn tự mình giết bà. Với thanh kiếm này, Zed chẳng phải việc gì phải sợ nữa nên đã lái phi thuyền tới thẳng chỗ đó để nghênh chiến. Hơn nữa, hắn còn phiêu gấp bội khi thấy cái ván bạc lơ lửng chỏng chơ vì nghĩ rằng Norrin ắt hẳn đã chết rồi. Trong lúc Zed tiếp cận Queen of Never và thể hiện sự đắc chí, Norrin bay vào Impericon, đuổi hết khách mời khỏi hành tinh này. Sau đó, anh đã thành công lấy được trái tim nhờ sự giúp đỡ của Dawn. Vì Norrin đã hành động quá nhanh, Zed hoảng hốt và bỏ lỡ thời cơ kết liễu thực thể này. Trong khoảnh khắc hành tinh dị hợm kia phát nổ, với tốc độ du hành siêu nhanh của chiếc ván bạc thì Norrin đã kịp thời chiến đấu với Zed, còn Dawn thì kịp đưa trái tim cho Queen of Never. Tuy nhiên, một con gà như Zed có cầm hàng xịn thì cũng không có trình mà đấu nổi với một chiến binh giàu kinh nghiệm như Norrin. Kết quả là Norrin cướp được Edge of Reality và đâm xuyên người hắn. Lúc này, Eternity cũng có mặt và trục xuất Zed tới The Land of Couldn't Be, Shouldn't Be, còn thanh kiếm thì biến mất. Trong Scarlet Witch năm 2024 số thứ nhất, thanh kiếm đã rơi vào tay thực thể Grievous at the End of All Things. Trong sự kiện Infinity Wars, để có thêm sức mạnh nhằm tìm kiếm viên đá linh hồn, Gamor đã bắt cóc một thợ rèn người lùn ở Nidavellir rồi ép ông ta phải chế tạo cho cô một bộ giáp và một thanh kiếm. Về cơ bản, thanh kiếm này cũng không hẳn có gì đặc biệt cho lắm, ngoại trừ thiết kế của nó vốn được tạo ra để khảm viên đá vô cực, cụ thể là viên đá sức mạnh mà cô trộm được từ Star-Lord. Theo tập truyện Infinity Wars Prime, thiết kế của thanh kiếm này có vẻ được dựa trên một thiết kế do Thanos tạo ra từ trước nhằm mục đích khai thác sức mạnh của đá vô cực một cách đơn lẻ. Với nguồn năng lượng khổng lồ từ đá sức mạnh, Gamora có thể chém bay đầu Thanos một cách dễ dàng và tạo ra xung kích hủy diệt tất cả thuộc hạ của hắn chỉ trong chớp mắt. Gamora đã dùng 6 viên đá vô cực để thực hiện kế hoạch sử dụng sức mạnh của Devodra, con quái vật nuốt linh hồn trong thế giới linh hồn, nhằm tạo ra một thế giới mới, thực tại mới, nơi không còn khổ đau nữa, gọi là Warp World. Tuy nhiên, trong quá trình tạo ra thế giới đó, thì Gamora cũng vô tình sao chép mọi thứ vào đá linh hồn, bao gồm cả những viên đá vô cực khác. Vậy nên, Infinity Blade đã vỡ vụn khi chém vào Emma Frost, do cô nàng dị nhân khi này đang giữ một bản sao của chính viên đá sức mạnh nằm bên trong thanh kiếm.
Và trên đây là phần cuối cùng trong danh sách những thanh kiếm bá đạo nhất vũ trụ Marvel. Nếu cảm thấy thích video này, các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe để hóng những video tiếp theo của Dio Mio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.